Cá nhân Tuân thấy Kỳ là một người phụ nữ khá là năng động và mạnh mẽ, thì Tuân chỉ thắc mắc là cái chuyện tình cảm của Kỳ á, nó trôi qua có êm đềm hay là nó cũng năng động như vậy, nó cũng rất là sôi nổi như tính cách của Kỳ? Em thì một người rất là mạnh mẽ, nhưng mà em nghĩ là trong tình cảm thì em rất là passionate, nhưng mà cái kiểu là nó không không ủy mị. Bây giờ em kể về chi tiết mối tình đầu của em đi. Vào lúc bao nhiêu tuổi? Năm đó thì chắc em khoảng 19-20. Em có quen với một bạn đó khoảng cỡ chừng 6-7 năm. Quen vào dịp tình cờ nào? Bạn đó là học một cái về báo chí. Em lúc đó em là thiết kế thời trang và em đã thi giải thưởng, em có giải em Aquafina Profession. Bạn đó có một số cái thì ba mẹ em không có được vui lắm, cho nên là em có thể chia sẻ nhưng mà em không muốn nhắc tên về người đó. Thì tụi em quen nhau trong vòng 7 năm, trong giới cũng biết rất nhiều. Sau có thời gian người đó cũng nói thông báo là tụi em chỉ là một cái mối quan hệ, chỉ là hợp tác với nhau để PR cho cái name của nhau thôi. Chính người đó là người nói như vậy trước khi mà tụi em đã chia tay với nhau. Thì những anh chị mà làm báo chí á, cũng có nói với em là em chấp nhận cái đó luôn đi, nó sẽ tốt hơn cho cái con đường của em đi sau này, cái name của em nó sẽ được sạch sẽ hơn. Nhưng mà em thì nghĩ á, là cái kim ở trong bọc thì nó cũng sẽ lòi ra. Nhưng mà hai người quen nhau 7 năm. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó có những cái suy nghĩ không giống em. Em nhận là bạn đó thích sự nổi tiếng. Bản thân em cũng thích. Em thích là được người ta biết đến mình bằng cái sức lao động, bằng cái sự cống hiến của mình, chứ em không muốn nổi tiếng theo con đường tai tiếng. Và cái hướng đi của hai người dần dần nó khác nhau. Ai là người đưa ra quyết định chia tay? Em là người quyết định chia tay. Có rất là nhiều chuyện xảy ra. Em không nói là bạn đó xấu hay là bạn đó tốt. Mỗi người có một cách sống. Em muốn một cuộc sống nhiều hơn, có tương lai hơn, có hoạch định hơn cho em. Thì bạn đó không làm được cho em những điều đó. Thời điểm đó có nhiều bạn còn trẻ, còn muốn enjoy, muốn đi bar club này nọ nhiều. Em thì là hay cái kiểu hơi bị truyền thống á, có nghĩa là lo làm, thích ở nhà, vợ chồng hú hỉ ở nhà. Đúng rồi. Trời, hồi đó em sến lắm. Cái là yêu đương sướt mướt rồi khóc rồi cứ buồn. Có thất tình không? Trời, cái năm đó thất tình dữ dội. Chia tay khóc năng nát luôn hả? Em không có khóc trước mặt bạn đó, nhưng mà tối em về nhà em khóc. Khóc là em tự dằn vặt nỗi đau một mình em. Ban ngày thì vẫn đi bán ráng kiếm tiền, có nghĩa là tối về đếm tiền mà khóc. Đếm tiền xong là không thấy cái ảnh bên cạnh là khóc. Rồi khóc. Rồi vừa đếm tiền vừa khóc, hay là đếm tiền xong mới khóc? Đếm tiền rồi mới khóc. Tại vì khóc nó không đếm tiền lộn. Tại vì khóc nó không đếm tiền lộn. Khóc mà đếm tiền là lộn đó nha. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà sau này đó, sau cái lần đó đi thì em cũng bớt ủy mị. Có nghĩa là cuộc sống mà cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Thì bây giờ mình vấp ngã nhiều quá mà làm sao thể bắt mình ngây thơ được nữa. Kỳ nói về cái con đường tự chủ về kinh tế của mình á, Tuân thấy Kỳ là một người rất tự tin về cái việc đó, yeah. cái con đường công việc của mình. Thì Kỳ bắt đầu công việc của mình như thế nào và làm sao để có thể có được một cái vị trí như bây giờ? Thứ nhất là về truyền thống gia đình của em. Nhiều lúc em nghĩ là em cũng buồn với ngay là ba mẹ của mình quá khó tính đi. Nhưng mà nhiều lúc em cũng rất là cảm ơn vì cái nền tảng của họ cho mình, bởi vì họ rất là nghiêm khắc. Trước đó thì ba mẹ em á là không ủng hộ em vô ngành thiết kế thời trang, vì người xưa mà họ cũng sẽ nghĩ là muốn em học kiến trúc. Và bản thân em cũng thi đậu kiến trúc luôn. Ba mẹ em họ nghĩ là khi mà làm về xây dựng thì sẽ biến mình trở thành đàn ông. Nhưng mà thật sự nó không phải. Bởi vì em vô trường đó là bản thân em không phù hợp với môi trường đó. Em đi tới đó nhưng mà em không học. Cúp cua đi ra ngoài, đợi ba ra quán nước kế bên ngồi ba mấy ngày, 40 ngày. Đủ ngày nghỉ rồi đó, có em nhớ nó gửi một clip về nhà. Mẹ mới giận dữ mới hỏi tại sao lại như vậy. Cái lúc mà em quyết định cái nghề nghiệp của em cũng là lúc em nói thật. Mà mẹ em nhìn thì cũng sẽ đoán được, cứ hỏi em là ủa em có phải là như vậy hay không, thuộc về thế giới thứ ba hay không. Hồi nhỏ thì em rất là sợ. Cái lúc ở cái thời điểm đó thì em không chối nữa. Em nghĩ là nó bị dồn nén nhiều quá rồi, cho nên là em nói là ở bây giờ em vậy đó, em thuộc về thế giới thứ ba, đó là con người của em, nó không có thay đổi được. Em học kiến trúc nó cũng không có thay đổi được, không có sắt thép nào có thể biến em trở thành cứng hơn được hết đó. Cho nên là em nói là em bây giờ em muốn học thiết kế thời trang, giờ cho em học, không cho em học em ở nhà gọi là nhàn cư vi bất thiện, em đi chơi ráng chịu. Xong rồi cái mà mình nói ba mẹ cho em thời hạn 6 tháng em để thử. Suy nghĩ hả? Không, cho em 6 tháng em thử vô cái môi trường đó. Trong 6 tháng mới học về thời trang? Dạ. Thì em học thì chỉ có 3 tháng sau là em thi một giải thưởng lớn. Em có giải thưởng lớn luôn, là Aquafina Profession. Khi mà em nói thật về giới tính của mình á, thì phản ứng của gia đình như thế nào? Mẹ em thì phụ nữ mà sẽ là theo kiểu là bị sốc, rồi làm nhiều thứ rất là sợ. Em không biết luôn, giống như trong phim luôn, em không có tưởng tượng ra luôn á. Nói chung là cái giai đoạn của em với mẹ em đấu tranh với nhau là một giai đoạn rất là lâu. Còn đối với ba em thì ba em chỉ có một lần duy nhất thôi. Ba em hỏi em có như vậy không,
Em nói là em có, em nói là em có. Thì ba em buồn, lúc cũng khóc. Nếu em đã chọn cái con đường của mình, hãy sống làm sao cho tốt và đừng có đem lại một cái điều tiếng xấu cho gia đình. Nhưng mà giờ công việc hiện tại của em là vẫn làm thiết kế thời trang. Dạ, em đang làm trưởng phòng thiết kế của Hacknos. Trước đây thì em có làm shop với con mắt và có gu thẩm mỹ tốt. Nhưng mà khi em làm một mình thì tất cả nó đều bị đứng lại. Có nghĩa là em chỉ học được cái mức đó thôi mà mình làm riết là mình cảm thấy là nó bị một cái style, nó bị về cái bản thân của mình, style cá nhân quá nhiều. Ngay lúc đó luôn là em dừng shop lại. Đó cũng là cái thời điểm là em đi thay đổi cái bản thân của mình á. Chuyển giới làm gái hả? Đúng rồi. Thì khi em đi về em cảm thấy là em bị chậm một nhịp á. Chị biết là khi cái hoạt động này chị hoạt động liên tục. Bị khựng lại, đúng bị rồi, chậm lại. Cũng sẽ không có ai nhớ tới mình này nọ nhiều nữa. Giống như mình làm lại từ đầu. Đúng rồi, nó rất là khó khăn với con đường của mình, chấp nhận bắt đầu lại từ đầu. Em bỏ hết tất cả vị trí của mình, em qua và em apply công việc từ một cái vị trí là một bạn thiết kế bình thường cho một cái công ty đó, xong rồi em cứ cố gắng rồi em sẽ làm lên. Thì bây giờ em đã làm được tất cả chức trưởng phòng thiết kế của bên Hacknos. Thì cái giai đoạn công ty của em bây giờ đang phát triển cho nên công việc của em rất là ok. Công việc thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà em nghĩ là em học được rất là nhiều thứ cho cái con đường tương lai của mình. Nhưng cho chị hỏi nha. Dạ. Hiện tại giờ em đã có tình yêu mới chưa? Em hả? Em chưa. Chưa hả? Hiện tại giờ đang cô đơn hả? Dạ, em cũng... đang có quen rồi mà đang tìm hiểu. Cũng có vài người đón đưa nhưng mà em cũng thì em cũng chưa có xác định rõ ràng. Đang trong giai đoạn tìm hiểu đúng không? Dạ, mà sao vậy? Em thấy em khó lắm chị ơi, thì nó có nhiều cái sao khó hơn xưa. Những cái gì em đã từng trải qua rồi nó thành đúc kết kinh nghiệm cho em những cái câu hỏi á. Mà chính vì những câu hỏi đó là cái rào cản của rào mình cản luôn á. Mình khó khăn quá nên mình không có yêu đâu. Thiên thả đi Cương ơi, cao hỏi nhiều quá. Nó bị áp lực á. Trời ơi, trái chưa chín mà muốn hái ăn đâu có được. Phải đến từ từ. Thì đó là cá tính của mỗi người. Em nhiều lúc em cũng nghĩ, em cũng nhận ra điều đó, nhưng mà em cũng không thể control được cái điều đó lắm. Nhưng mà chị khuyên em hơi thả lỏng ra. Yeah. Và không phải ai cũng giống ai. Mà yeah, mình cởi mở ra thì mình sẽ có nhiều bạn bè có tình yêu đến với mình. Yeah. Chứ bây giờ mà khó khăn quá, mà cứ nghĩ những cái chuyện mà chưa đến mà mình đòi hỏi nhiều quá thì nhiều khi là em sẽ không có bạn đâu. Dạ. Rồi mới qua cái tuổi xuân xanh là hơi bị cô đơn, hơi bị buồn đó nha. Dạ, em cũng suy nghĩ. Mở lòng đi Cưng. Thì em cứ để từ từ mọi chuyện từ từ nó tới. Còn nếu mình cảm thấy mà mình tiếp xúc khoảng một thời gian dài, 6 tháng hàng năm thấy không được thì thôi. Dạ. Đâu có muộn màng gì đâu. Tại vì em nghĩ như vậy là chị Chi ơi, mỗi người sẽ có quan niệm về tình yêu khác nhau á. Có nghĩa là chị nhìn thấy người đó, chị có tình cảm với họ và chị quyết định tiến tới. Còn, chị mà có tình cảm là chị tiến tới thì, liền. Thì Kỳ có tình cảm nhưng Kỳ sẽ hoạch định ra một kế hoạch. Và nếu người đó không thể đầy đủ các yếu tố đó thì như Kỳ... vậy là rất khó. Dạ, nhưng mà mỗi người có một quan niệm yêu khác nhau. Không, em cũng biết là khó mà. Tại bản thân em cũng nhìn nhận. Mình mới đầu mà mình cứ vẽ ra một cái đường đi nó quá dài. Có những người ta nghĩ là không biết đi tới đâu. Mỗi giờ vô áp lực quá. Đúng rồi, em nghĩ em cũng có những người nghĩ cái phía giống như chị. Chắc là sau buổi này về em phải suy nghĩ lại. Em Facebook của chị Khanh rồi là đúng rồi, cho chị em bớt phải như thế nào. Dự định tương lai của Kỳ trong cuộc sống của mình nó sẽ như thế nào? Hiện tại thì em đang dồn hết thời gian cho cái công việc của em. Và em đang học hỏi nó rất là nhiều và đang muốn phát triển thêm. Không biết là em có bị hơi bị tính toán hay không, nhưng mà ví dụ như là nếu như mình không tìm được ai thì mình cũng có thể enjoy cái cuộc sống của mình single, một cái cuộc sống ít rất là mình phải vững chãi về tài chính, về tất cả mọi thứ của mình. Bên cạnh đó thời gian thì em dùng cho bạn bè, mà em thấy là bây giờ thật sự khi mà công việc quá nhiều á, em hẹn hò riết em cũng bị làm biếng luôn. Mình có thể mình suy nghĩ nhiều thứ quá. Chị nghĩ là nếu một người chuyển giới hiện tại bây giờ có công việc ổn định và có tư duy, có cái suy nghĩ tốt, thì chị nghĩ là kiếm được một tình yêu thật thì cái chuyện rất là bình thường, rất là dễ. Yeah. Bây giờ rất nhiều bạn chuyển giới rất là hạnh phúc. Yeah. Cho nên mình phải có cái sự tự tin và mình cởi mở ra, mình thoải mái ra là mình sẽ có người yêu đến thôi. Em nghĩ Kỳ dư tự tin vào bản thân mình nhưng không tin Kỳ người khác. Thiếu niềm tin vào người khác. Chứ không phải là Kỳ chưa tự tin. Em đừng thiếu niềm tin vào người khác. Yeah. Tại mình nên cho người ta một cái cơ hội. Yeah. Cuộc đời này dù mình cho mình có nằm trên một đống vàng đi nữa mà mình không có người yêu, mình sống một sự cô đơn thì cuộc đời này nó vô nghĩa. Yeah. Theo chuyện là như vậy. Thế thì Kỳ có mong muốn gửi đến thông điệp gì cho các bạn có cùng hoàn cảnh như mình ở trong giới không? Em nghĩ là như chị Khanh nói á, là trong cuộc sống của mình á, về phía của em thì có nghĩa là chắc là cũng sẽ cần cả hai yếu tố. Thứ nhất là hãy sống thật với chính khả năng của mình, và nên có một chút của em là hãy có bản lĩnh trong cuộc sống để độc lập, vững chãi về tài chính, vì nó sẽ là một cái bàn đạp giúp đỡ các bạn rất là nhiều trong cuộc sống và khi bước ra giao tiếp trong xã hội. Và bên cạnh đó là có lẽ là yếu tố này em không có. Phải cân nhắc của chị Khanh đó là phải có một cái sự mềm mại. Mình đừng nghĩ là bây giờ mình tiếp xúc người ta, mình quen người ta, mình yêu người ta, mình sẽ bị thiệt thòi. Nếu mình nghĩ mình sẽ bị thiệt thòi, mình sợ người ta không tốt với mình thì sẽ không bao giờ mình có được tình yêu thật sự. Yeah. Cho là mình thiệt thòi, biết đâu mình thiệt thòi chút xíu, nhưng mà cái kết mình lại có một cái hạnh phúc. Cuộc đời ai cũng sợ chơi với ai rồi, cho tôi chơi với ông mà. Ông thương tôi. Đó là tâm lý, đúng tâm lý của em luôn. Là đó không là bao em, giờ em có cân nhắc cái đó lắm. Cái này chị thật sự chị nhắc nhở em chút xíu. Yeah. Tại chị thấy em có tài và em giỏi,
em có tài chính, em có công việc ổn định mà em không có tình yêu thì rất là tiếc cho em. Dạ. Cái gì nó phải từ từ, mưa lâu thì thấm đất. Thì em nói là em cũng là một con, cũng có những nhiều cái không có hoàn chỉnh, cho nên là mình sẽ phải lắng nghe và bài học. Em nghĩ đó là những cái bài học trong cuộc sống và em rất là vui khi mà nói chuyện với chị. Thì em đó là một cái bài học, một cái kinh nghiệm khi mà em một cái góc nhìn khác của em về cuộc sống.